Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai thanh niên chết tại chỗ vào chiều 15 tháng 1 năm 2019 trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 16 giờ, anh Mai Tấn Lý và anh Trần Sáng cùng 21 tuổi chở nhau trên xe máy chạy trên đường Nguyễn Thị Búc hướng từ đường Hương lộ 80B đi đường Nguyễn Anh Thủ. Khi vừa qua khỏi Hương lộ 80B được 200m, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, xe máy đã va chạm với xe rác của công ty dịch vụ công ích quận 12 chạy cùng chiều bên trái. Tai nạn làm hai thanh niên ngã ra đường, bị bánh xe rác cán qua người khiến hai nạn nhân chết tại chỗ. Sau tai nạn, xe rác chạy thêm 20m thì dừng lại, tài xế đã tới công an phường trình báo. Nhận thông tin, công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ việc thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi, làm cho giao thông qua khu vực ùn tắc.